Này là video thực tế nha. Đây là máy của anh Tích. Nên em chiếc thời gian ra để đi thực tế cho anh nghe anh Tính. Là máy anh quá quyết anh Tính đây. Như là anh nói luôn á, cà phê là lên theo dây anh. Nè đây nè, lên theo dây luôn nè anh. Trắng tươi luôn nè, bèo luôn, chất bèo luôn. Cảm ơn anh đã thiệt tình với em, đã giúp em hỗ trợ em con máy này. Tiền nào của nấy. Thì mong các anh em cũng như mình là hỗ trợ cho anh Tính, là anh Tính cũng như giúp anh em mình đó. Anh em có thủ cứ yên tâm là đặt máy bên anh Tính nha. Là cá phi là khỏi chê, rồi cá lóc cũng khỏi chê. Đã cá phi nó lên rồi, có cá lóc khỏi nói. Dòng cất cái cả dòng cá, cá gì lên cũng rất đẹp. Chết trắng, mỡ phình như phao. Như phao luôn. Trắng luôn à. Như phao nè. Cá linh, cá gì dảnh. Cá phi nãy nổi như phao luôn mà đừng nói cái này. À, trắng luôn à. Đó. Trắng luôn. Trắng kinh luôn. Có cá gì linh hết cá nấy. À, dẫn chút thời gian để trả video cho anh nghe anh Tính. Em cũng vô vụ rồi nhưng mà lấy con máy của anh về là em cũng chút thời gian để em đi này. Này nè, cà phê đang lên, đây là cà phê đang lên, đó ảnh tươi luôn. Em cũng chút thời gian để đi để phản hồi lại cho anh là cái máy của anh là quá ok anh ơi. Các anh em kết thủ cứ đặt niềm tin vào anh Tính nha. Đây là video dành riêng cho anh Tính. Em là kích thủ mới của anh. Nè, cá nó bèo. Cá gì cũng lên, lên bèo luôn. Bèo nước. Nè, máy của anh Tính đây, 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 máy của anh đây. Em xài rất kỹ nha anh. Nè, em cho một cái áo nữa. Cá gì dinh nè anh. Nè, đây cá gì dinh. Cá gì dinh, nổ phèo, nổ phào luôn. Như phao vậy đó. Nè, mấy anh em nè, thấy không? Lần đầu tiên em đặt máy của anh Tính là như vậy là em rất hài lòng anh Tính đây. Nè cá phi nè, cá phi nè mấy anh em, cá phi nè mấy anh em. Đây nè, theo theo be không nè, có theo be không à? Đây đây đây, cá phi, cá trà vinh đó, nổ phiều luôn nghe, cá phi nổi như cá trà vinh luôn nghe. Đây là lần đầu tiên mình đặt máy của anh Tính mà mình hồi đầu tiên thấy con máy thôi đã thấy hài lòng rồi. Không cần phải mà đi thử thôi. Đây đây đây, con cá là chỉ cần là lấy cái dầm vớt thôi chứ không có mà để lấy vợt vớt luôn á. Nó đã chết như cá sình vậy đó. Lần đầu tiên đặt máy con Tính ngang là hiệu quả rất cao. Đây đây, không cần dùng vợt cái vớt luôn nha. Cảm ơn anh Tính nghe anh Tính. Đây là video để em phản hồi cho anh nghe anh Tính. Quá ok anh ơi, cứ về phát huy anh ơi. Rất cảm ơn anh đã chiếu cố cho em con máy này. Đây con máy của anh Tính. Anh kích cá ăn vàng anh Tính. Ok anh. Đây con cá kìa em, cá phi kìa. Đó cá phi kìa, đó. Đây cá phi là vợ mình nó vớt vào cái dầm luôn nè các bạn. Máy của anh Tính nè. Đây cá phi ngang. Cá phi ngang chứ không phải là cá trà vinh đâu ngang. Nó chết là như cá trà vinh nó sình vậy đó, như cá sình vậy đó. Đây cá chạch, cá chạch. Cá chạch mình phải với giờ còn vớt nha các bạn. Cá chạch nó lên nè. Đây 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 cá chạch nè. Khoan khoan để mình lấy. Đây cá chạch nè, đây cá chạch. Đây. Cá chạch lên rất là đẹp. Nay em chút thời gian đi để test máy ra nghe anh Tính chứ em cũng nôn con máy anh quá mà anh làm máy quá đẹp em không thể nào để lâu được. Tính hai ba bữa này em mới đi. Hôm nay video này em dành cho anh kết thúc tại đây nghe anh Tính. Cũng kính chúc anh là nhiều sức khỏe để làm những con máy để cho những anh em kết thủ tụi em là được những con máy whip để đi để có được kiếm đồng tiền để nuôi sống gia đình nha. Thôi cá đang cá dẫn xéo bỏ đi cho nó sống đi. Thôi vậy nghe anh. Video này gửi cho anh Tính để phản hồi cho anh nghe anh. Em chiếc thời gian đi có chút xíu mà em đi 15 phút mà.
Rồi rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố cho em con máy này. Con máy rất là đẹp, con máy rất là ok, con máy rất hoàn hảo. Rồi.